Mình đang ở thành phố Bảo Lộc không? Không? Không sao tầm mình. Hiện tại mình đang ở thành phố Bảo Lộc, nơi xứ sở của những nguồn tài nguyên thiên nhiên như cà phê, chè các kiểu. Nhưng mà hôm nay mình đứng tại vườn cà phê của một hộ dân được canh tác khá là lâu rồi. Hiện tại thì cái mùa cà phê thì có vườn thì đã hái xong, còn có vườn thì giờ bắt đầu đổ bông. Những cái bông cà phê đang lát lát đổ. Cà phê ở đây thì người dân vẫn hái thủ công và bằng tay. Có hai loại cà phê, là một là người ta hái cái tươi về là người ta xay liền. Còn hai là cà phê đem để phơi khô thật là khô cỡ 5-6 ngày nắng rồi bắt đầu cắt. Thì cái loại mà tôi đây đây là những cái hạt cà phê bắt đầu tạo quả, tại vì bông đã tàn rồi thì quả bắt đầu đơm mình lên. Vườn cà phê này khá là tốt, tại vì được chăm sóc phân hữu cơ rất là nhiều. Đi một chiếc tàu bay nhỏ hả? Đi nào. Ồ, có thu hoạch rồi.